thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hiểu về lạm phát. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lạm phát. Tôi nghĩ đây là một khái niệm rất quan trọng mà tất cả chúng ta nên biết đến vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá nhân và doanh nghiệp. Vậy lạm phát là gì? Lạm phát là một thuật ngữ kinh tế nói về sự tăng giá của hàng hóa và sự giảm sức mua của đồng tiền. Tức là cùng một món hàng thì qua thời gian bạn mất nhiều tiền hơn để mua nó. Ví dụ, nếu một tô phở từng có giá 25.000 thì bây giờ cũng tô phở ấy, bạn phải mất tới 50.000 để có thể mua được nó. Nó không phải vì bà bán phở cho bạn nhiều thịt hơn, mà đơn giản là sức mua của đồng tiền đã giảm đi theo thời gian. Bạn sẽ luôn được nghe các con số về lạm phát theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, ta nói lạm phát ở Việt Nam năm 2022 là khoảng 4%. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát? Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát. 1. Do chi phí đẩy. Tức là giá cả tăng do chi phí đầu vào tăng lên dẫn đến lạm phát. Các nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng chi phí có thể kể đến như giá cả nguyên vật liệu tăng, thiên tai, khan hiếm nguồn lực, tỷ lệ thất nghiệp giảm, mức lương cơ bản tăng, sự thay đổi chính sách của chính phủ, sự gia tăng về thuế và năng suất lao động giảm. 2. Do cầu kéo. Tức là do nhu cầu tăng nhanh hơn nguồn cung sản xuất. Mà khi càng nhiều người muốn mua một loại hàng hóa khan hiếm thì khách hàng sẽ luôn muốn trả nhiều tiền hơn để có được nó. Và chính điều này khiến giá tăng lên dẫn đến lạm phát. Các nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng cung và cầu có thể kể đến như do sự tăng trưởng của nền kinh tế, cung tiền gia tăng trong nền kinh tế, lãi suất giảm, chính phủ giảm thuế, sự cải tiến trong sản phẩm, hoặc do sự marketing quá đà và do sự phục hồi quá nhanh của nền kinh tế. 3. Lạm phát tự nhiên. Khi lạm phát xảy ra, dù do chi phí đẩy hay do cầu kéo, người đi làm cũng muốn được tăng lương để đảm bảo chi phí sống. Vì chi phí tăng lương cao, doanh nghiệp cũng sẽ muốn tăng giá sản phẩm để bù lại. Điều này dẫn đến giá cả tăng và cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại dẫn đến lạm phát. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu khi lạm phát xảy ra thì ai là người có lợi và ai là người chịu thiệt hại. Hai đối tượng có lợi rõ ràng nhất ở đây chính là người vay và các chủ sở hữu bất động sản. Đối với người vay, mà chính xác hơn là những người vay ngân hàng với mức lãi suất cố định, thì cho dù có lạm phát, họ vẫn chỉ trả một số tiền cố định mà không bị biến động nhiều theo lạm phát. Thứ hai, đó chính là các chủ sở hữu của các bất động sản. Vì bất động sản là một loại tài sản có khả năng giữ giá trị trong lâu dài, nên nó có thể ít bị tác động bởi lạm phát. Chủ sở hữu chỉ việc nắm giữ và bán ra khi cần. Còn ở phía ngược lại, có rất nhiều đối tượng phải chịu thiệt hại khi có lạm phát. 1. Người tiết kiệm. Điều này là khá hiển nhiên, bởi khi bạn để đồng tiền của bạn đứng yên thì giá trị của đồng tiền của bạn sẽ bị bào mòn qua thời gian. 2. Những người nghỉ hưu và đi làm với mức lương cố định. Cùng tương tự như trường hợp ở trên, khi số tiền bạn nhận được là cố định qua từng năm, thì tức là qua mỗi năm, nó đang bị giảm dần đi về mặt giá trị. 3. Người đi vay với lãi suất thả nổi. Khi bạn đi vay với mức lãi suất thả nổi, thì đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mức biến động của lãi suất qua từng năm. Và chắc chắn rằng ngân hàng và chính phủ không muốn họ phải chịu thiệt rồi. Vì vậy, họ tăng lãi suất để tránh tác động của lạm phát. Sau đây tôi sẽ chỉ bạn cách tính tỷ lệ lạm phát. Lạm phát chỉ tính đơn giản dựa trên lượng hàng hóa của một hộ gia đình. Tuy nhiên, để tính lạm phát của một quốc gia thì sẽ cần đến hơn 600 loại hàng hóa khác nhau. Chính vì vậy, để đơn giản hơn, nhà nước sẽ chọn ra những loại hàng hóa mang tính thiết yếu, được nhiều người dân thường xuyên sử dụng để tính ra một loại chỉ số. Chỉ số này được gọi là chỉ số giá tiêu dùng CPI hay Consumer Price Index CPI trong tiếng Anh. Như vậy, ta có công thức tính lạm phát như sau. Tỷ lệ lạm phát kỳ hiện tại bằng mở ngoặc giá trị
chỉ số CPI cuối cùng chia giá trị CPI ban đầu nhân 100. Ví dụ tỷ lệ lạm phát năm 2022 so với năm 2021 bằng mở ngoặc giá trị chỉ số CPI trong năm 2022 chia giá trị CPI năm 2021 đóng ngoặc nhân 100. Giả sử chỉ số CPI năm 2021 và 2022 lần lượt là 98 và 105. Như vậy, tỷ lệ lạm phát năm 2022 so với năm 2021 bằng 107,14%. Như vậy, lạm phát là 7,14%. Dù nghe qua, chúng ta thấy rằng lạm phát có vẻ như rất nguy hiểm. Nhưng thực chất không phải như vậy. Lạm phát là một phần trong sự phát triển kinh tế và không có một quốc gia nào mà không có lạm phát. Tuy nhiên, nó phải ở mức vừa phải. Vậy thì như thế nào là vừa phải? Có 3 mức độ gia tăng lạm phát mà chúng ta nên quan tâm. 1. Lạm phát vừa phải. Một mức lạm phát ở mức an toàn là thường dưới 10%. Đây là mức lạm phát ổn cho một nền kinh tế bởi vì giá cả biến động một cách khá là tương đối. Điển hình như Việt Nam, những năm gần đây có mức lạm phát ổn định dưới 5%. 2. Lạm phát phi mã. Lạm phát phi mã thường biến động ở khoảng 2 hoặc 3 con số. Đây là mức lạm phát gây biến động rất mạnh với nền kinh tế. Và vì nó gây sự bất ổn lên nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng, khiến niềm tin của người dân và đồng tiền của quốc gia bị lung lay. Họ sẽ dễ bán đi và mua ngoại tệ, khiến mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Một ví dụ điển hình đó chính là Argentina, đất nước có tỷ lệ lạm phát lên tới 95% trong năm 2022 theo Bloomberg. Điều này đã khiến nền kinh tế nước này chao đảo và liên tục vỡ nợ. Người dân phải sống trong lo âu và bất ổn, thậm chí là nghèo đói. 3. Siêu lạm phát. Một quốc gia nếu đạt mức lạm phát 50% một tháng hay lên tới 1.000% một năm thì sẽ rơi vào tình trạng siêu lạm phát. Lúc này, đồng tiền của quốc gia trở nên gần như vô giá trị. Sẽ rất khó để mọi người có thể làm ăn, kinh doanh và đầu tư, đồng nghĩa với việc hệ thống tài chính có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một ví dụ điển hình đó chính là đất nước Zimbabwe vào năm 2008. Tỷ lệ lạm phát lên tới 79%, điều đã khiến cho giá cả tăng gấp đôi sau mỗi 24 giờ. Xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến video về lạm phát của tôi. Và các bạn hãy like, hãy comment ở cái video này và hãy share video này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích. Và Thái Phạm cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.